hôm nay trộm vía các cháu khen thịt rất là ngon luôn. Thấy mệt nhở, nhưng mà vui. Này cô ơi, tớ thấy cậu có vẻ quen việc dùng nước ở suối nhỉ? Thì cuộc sống của cô gắn liền với núi rừng, gắn liền với suối mà. Cô này, hay là hôm nào câu lạc bộ mình rảnh lại tổ chức một buổi lên cuộc cho nhà vui nhá. Tất nhiên là được rồi. Cô và người dân bản sẽ chào đón mọi người nồng nhiệt, mà chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Ơ mà Pu ơi, tớ thấy các bạn ở trên vùng cao ấy, các bạn ấy thường rất là thích làm bác sĩ để mà có thể chữa bệnh cho dân bản. Nhưng mà sao Pu lại chọn học dược? Thật ra học dược vẫn chữa bệnh được mà. Bởi vì người dân tộc Dao của Pu dành nhất là việc dùng lá thuốc để chữa bệnh. Ước mơ của Pu là lá thuốc sẽ được trồng thành một vùng dược liệu, để người dân bản sẽ không còn phải vào rừng sâu để kiếm sống nữa. Tuyệt vời. Ừ, vui thật đấy. Tớ thấy mọi người rất là nhiệt tình luôn. Các em bé trên này cũng rất là dễ thương ấy. Vừa về nắng nối, uống cốc nước chanh cho mát luôn. Em xin. Chanh thì phải chua chứ. Uống thêm đi. Hình như hơi chua quá ấy chị ạ. Hay là hôm nay chị quên bỏ đường? Có bỏ đường đó, tại em nếm nó ra thôi. Mà học cái thói quen á, ăn uống là giảm ngọt, giảm mặn đi, không tốt cho sức khỏe mô. Dạ vâng. Mấy bữa đi vay có vui không? Em cũng không biết nữa. Vui thì nói là vui, mà chán thì nói là chán thôi chứ. Không phải thế đâu chị ạ. Chuyến thiện nguyện lần này em gặp thêm được nhiều người, mà cũng nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhìn mấy đứa trẻ ở điểm trường chúng em tới, em thấy nhớ em gái ở nhà. Nhớ mấy đứa trẻ ở bản quá. Em mong sao một ngày kia con đường đến trường của bọn trẻ sẽ không còn phải trèo đèo lội suối. Đứa nào cũng được đi học lên cao, mỗi bữa cơm đều có thịt ăn. Rồi ngày đấy sẽ tới thôi. Như chị nhá, ngày xưa đi học có lúc đi bộ 3-4 cây số đòi hoa cả mắt, nhưng mà bây giờ bọn trẻ con ở quê chị đường ngõ cũng có xe đạp, có nha, bố mẹ con múa cả xe điện phóng veo veo. Cũng thấy điều mố hái quả băng xanh xuống đập để ruột ăn. Giờ nhà đường ngõ cũng đây bánh kẹo thôi, có thiểu chín là mố. Đúng thật chị nhở, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. À, em đi chẳng biết mua quà gì về tặng chị. Em thấy cái ví thổ cẩm này, em mua tặng chị ạ. Chị xin. Mà này, lần sau có đi đâu á, đừng có mua xí về nữa nghe không?
Nhanh vội hiểu cái gì? Đi làm được có mấy đâu, đừng có phúng phí.